Hello mọi người có nghe rõ không? Hôm nay thì Alex sẽ làm cái custom nail design. Thì nói chung thì thường lệ thì Alex không có làm nail chuyên môn giống như live mỗi ngày, đại khái như custom hay fortune design mỗi ngày. Nhưng mà có thể là mỗi vừa thì Alex sẽ làm ra những cái custom ha. Design theo kiểu mình thích ha. Đây là custom mà Alex làm for Christmas. Thì có thể là đến đây từ đây đến đó thì nó rất là busy. Thì hôm nay Alex xuống nhà mọi người làm về mấy cách bột, về cái cắt bằng cái hoa này, về cái này, những cái design thế này ha, và kéo ombre hả. Thì hôm nay Alex sẽ cho mọi người thấy về những cách là ombre khi kéo trên kinh tuyến. Kéo trên kinh tuyến thì nó có nhiều loại lắm đó. Thì hôm nay trong thời gian chờ đợi mọi người chờ Alex xíu nha, để Alex share cái video này, rồi mọi người có thể giúp Alex bấm cái share video ha. Thì hy vọng mọi người sẽ enjoy cái video qua lại ha. Hai Châu khỏe không? Châu nghe tin gì chưa? Mai về Việt Nam rồi. Là chị Việt Nam. Rồi. Trong thời gian chờ đợi thì mọi người có thể đợi mọi người vô xí hay là được làm live lần luôn đó. Mình nghe rõ không? Ok, did all the custom nail design today, so all the powder cuts, so I want to show you guys how to do this one. And hai cái nail này á thì Alex sẽ subscribe mọi người. Alex sẽ làm như thế này, chập nữa Alex sẽ làm bằng cái khuôn mặt của ông già Noel ở trên này. Alex sẽ làm cái này cái khác nữa. Rồi bên này có thể ở đây Alex sẽ đổi ra một cái design khác, nghĩa là Alex sẽ đổi thành cái candy. Thì Alex không biết, có thể là cắt bột ở đây và đổi candy ở đây. À, thì nghĩa là chỉ cho mọi người thấy ha. Còn đây là cái áo giống như áo giáp của Einstein, có cái bông nữa. Thì chập nó Alex sẽ hướng như mọi người cắt cái bông này. À, cái bông này thì nó hơi custom một xí, là nó hơi khó nha. Đấy. Thấy rõ chưa? Anh Vương chia sẻ với chú. Em vô Instagram của anh á, Alex Trương, em vô em tìm cái hình khuôn mặt con già của em bên. Ok, trước tiên á thì Alex sẽ vũa tất cả những móng tay ha. Sẽ vũa cho sạch sẽ hết trước khi mà Alex vô cái bộ nail ha. Đó. Chịu hết. Đó, thì cái model tay khách Alex thì cũng nhỏ lắm. Đó, nhưng mà Alex sẽ cố gắng làm sao cho cái model tay của tay này nó đẹp hơn ha. Hai lương. Tần của anh á, ngày vui của anh là ngày thứ hai với nghịch thứ hai, chứ không phải ngày vui của anh là ngày thứ bảy. Tại ngày thứ bảy là cái ngày anh nghĩ cũng nhiều người làm rất là mệt, đôi khi về muốn nghỉ ngơi sớm. Nhưng mà cái ngày chủ nhật á thì vui hơn nhiều xí. Với thứ hai là anh không muốn đi làm thì anh sẽ nó thoải mái hơn. Tại vì thứ hai á, ví dụ đôi khi mình làm giấy tờ gì nó cũng thoải mái. Còn chủ nhật hay thứ bảy nhật nghỉ là đóng cửa hết, nên anh có nhiều cái mặt nên là anh lại tập trung vào những cái ngày đó, ngày khác như vậy. Mọi người nghe rõ không? À. Tối hả? Ở đây tối lắm hả? Nói rõ chưa? Quá rõ đúng không? Rõ chưa?
Trong thời gian chờ đợi á, Alex sẽ vô chắc cái Úc của em bị lương nó trả xe với Úc cho lại chưa. Chắc em thì thử là the cho lại chưa. Alex sẽ bấm vô thử em bị chưa thôi. Xe chưa. Chưa xe là Alex sẽ dành đó nha. Em thì hôm nay có thể làm không em thì? Hi Hào Trần, hi Amy, mọi người, những bạn đang quay live có thể say hi Alex được không? Coi như là để Alex biết ai là người quay live của mình ha. Đó, mọi người có thể say hi Alex được không? Coi như hôm nay là Alex sẽ làm một cái custom nail design của Christmas. Cắt bột đại khái vậy, cắt kiểu gì cũng được hết. Nói chung mỗi cái ý tưởng, mỗi cái idea khác nhau. Hôm nay Alex sẽ biểu diễn cho mọi người xem ha. Đó. Cái custom qua này thì nó cắt bông nó hơi khó một xí. Chập nào để sẽ cho mình để xem thử ha. Dạ đúng rồi, em lưu cái hình lại cho anh. Chập anh làm cái hình này. Dễ thương không? Dạ. Chập anh sẽ làm cái hình ông già Noel bằng một 3D ở trên cái này. Xong không? Rồi cho coi nha. Tay nail giữ 3 giây ha, bỏ ra. Tay em không giúp hộp. Cho mình làm cái tay. Các bạn thấy bộ nail không? Chập nữa, đây là cái ombre của màu xanh. Chập nữa, Alex sẽ đổi qua đây làm thành ông già Noel. Ở đây Alex sẽ cắt bằng cái snow bằng kiểu khác nha. Đây là cái snow của bột. Cái design của 3D đó, cái design ombre của cái màu này cặp nó lại sướng cho mọi người là ombre nha. Hi Jenny, how are you? Thì Alex sẽ làm khác cái tay bên kia một xí. Alex sẽ không cho nó giống. Tại sao cũng muốn cho mọi người coi cái line nó mới mẻ xí. Jenny, how are you? Hi Đào, khỏe anh Đào. Kiên vậy. Rồi sẽ để vô cái giữ 3 giây. Còn thấy không? Come on, come on, baby. Sorry mọi người nha. Hôm nay Alex đi uống nước một xí. Trước khi uống nước thì Alex cũng hai thu hương. Hương khỏe không? Đó, thì các bạn cũng biết thường thường làm cái món này thì các bạn có thể có nhiều tactics ha. Bây giờ là sẽ gắn tip double. So today I want to show you guys how to do the with the custom nail for Christmas design. And I can do like about snowman and snowflake and the powder cut with the candy and some custom nail design. So hopefully you guys enjoy it when my live video. So any question you guys can request for in the live video. So hopefully I can answer everything. So and maybe my team, so they can help you guys answer it too. So anything question just let me know. Thank you. I'm good watching when you leave your work budget. Amazing. Oh, thank you, Jenny. Yes, I'm not saying I'm amazing, but I try to do the best I can.
And a good thing, so I want to share my skill because like a lot of people, you know, like they want to learn and they want to have a better job when they're working. And the good thing too, and a lot of business, so have a lot of worker, you know, they can do a lot of nail design and whatever. So when customer they come to the shop, you know, they can do everything, so because they can learn it, hopefully, you know. Okay, so all the nail I'm doing right now here, you guys can see it. And right now I can show you guys okay, you guys see. So cái này là sinh lớp này chập na là sẽ hướng cho mọi người cắt bột này ha. Cái này hơi khó thì chập na là sẽ làm khác thêm một xí này đó. Thì ở dưới này có một cái đèn nữa, so in right here I have the light, so I have the light right here, and today I have all the light right here. So you guys can see what I'm doing, the light, because I'm not sure to tell you guys, because all the light right here, the custom. So you see all the light right here, so I can on the light. So when the nail turn on right here, so it on it. So you guys see, and I think the light on now, you know, the light right here, you can on it. So can you give me 1 second? So anh sẽ bỏ cái đèn vô khi bây giờ mọi người xem thử ha. Mọi người thấy cái đèn không? Thì hồi nãy là cái rub storm là anh sẽ bỏ hơi thấp. Anh sẽ chập nó sẽ test nail này, sẽ làm cho nó cao lên. You guys see all the nail right here on it. So I have 5 color. Anh có tới 5 màu lận. Anh sẽ bỏ vô khi các bạn đụng vô cái tay cái nail nó tất cả những cái đèn này nó sáng lên. You guys see all the nail turn on the color. So hopefully today you guys can share my video. So hope you guys share my video. And những bạn nào muốn mua cái đèn này thì Alex cũng bỏ group share bán cho mọi người luôn. Đó, cái đèn có mấy đồng bạc thôi. Còn muốn chơi cái này bỏ lên ha. Thì khi ví dụ như Alex gới nó một ngón như này ha, Alex sẽ test cho mọi người xem thử. Thì ví dụ như I try one. Okay, so thì thấy mọi người cũng đam mê quá mà. Cái gì cái này giống như cái này thì nói chung thì cũng là cái đam mê thôi. Đó, thì có cái gì hay thì là chia sẻ. Đó, nó cũng dễ làm đó. Thì những bạn làm cái này thì nó phải dùng đèn, nó ví dụ như let me see that now. This. Okay, so I put right here, you guys can see it. So I want to test first before I'm doing. Okay, I'll just put right here. So I'm going to test first before I'm doing. So you guys can see, you know, all the light on now. You can see all the light. Who call me? Some people call you the light on it, you know. Okay, so when I put the light, so I activate it. Okay, yeah, like just activate, nha. Mà activate thì tất cả cái đèn nó sẽ sáng lên nha. Thì lại có tới 5 màu lắm. Anh lại tính làm cái này cho cái đèn Christmas á, nó tới 5 màu. So rất là fun ha. Rồi thì nó những cái này thì nói chung thì nó cũng phải là mới mẻ gì, cũng là đã có nhiều người làm rồi. Và năm ngoái A lại cũng đã từng làm cái bộ nail Christmas, thì cho anh có cái bộ nail của năm ngoái. Cái bộ nail năm ngoái của Alex làm á là Alex sẽ cắt cái snowbird, cái snowflake giống vậy này ha. Quan đợi Alex xí nha. So last year I do this design. So I can show you guys the nail last year I do by the powder cuts. Thì những người nào biết Instagram của Alex thì có thể lên Instagram Alex nha. Cái Instagram Alex cũng gần được 130 mấy ngàn người follow rồi. Tại vì bữa giờ Alex stop chơi nên nó cũng dừng lại cũng gần cả nửa năm rồi. Ngày xưa thì Alex post bài liên tục thì nó follow rất là nhiều. Một ngày, ví dụ có một ngày nó follow được mấy trăm người, có ngày follow được ngàn người, nó tùy nữa. Mà lại stop by chơi cũng gần lâu phát hình thôi. Nó tham, tại ngày vô slide nó tham. Nhưng mà lại sẽ chia sẻ cho mọi người làm ha. Mình, ví dụ ở đâu mình cũng làm được hết. I can show you guys the snowflake I do. Ok, lại sẽ cho các bạn coi cái hình này nha. I can show you guys the this design I'm doing. Cái màu này là anh được làm bằng cái anh làm cắt bột. Đó thì chập na là sẽ cắt bột. Cái kỹ thuật này
cái này á, cái nào thì sẽ cắt bột bằng cái này. Cái này là Alex làm năm ngoái, cắt bằng bột đó. So that's why này Alex sao nó cắt cái bột này, Alex cắt cái nail này nó vô trong này này, Alex cắt này ha, đó. Cắt cho mọi người xem thử ha, yeah. Thank you guys. Là ai mới gọi thì hôm nay ai vừa mới gọi mấy em rồi gọi kia nữa. Là mới mẹ gì? Ok rồi bây giờ Alex sẽ làm cho mọi người xem thử ha. Rồi Alex cũng không muốn lặp lại nữa, tại vì Alex cũng cố, Alex cũng muốn là cho mọi người vô xem một lần luôn. Đó, tại vì okay. So right now I'm doing slide set. Hôm nay có rất là nhiều cái màu rất là đẹp của công ty Alex ra ha. Và cái mới mẻ nữa là hôm nay là cái ngày cuối cùng thì những bạn mà chưa order slide thì nhanh tay em ha. Tại vì ngày mai ngày mốt các bạn vô order nữa là không có được rồi, tại vì không được từ 20% tới 60% off nữa rồi. Tại ngày mai tất cả những cái giá nó sẽ trở lại bình thường ha. Đó. Tại hôm nay Alex cảm ơn rất là nhiều, rất là nhiều order. Đó. Và Alex cảm ơn rất là nhiều mọi người đã ủng hộ sách của spy của Just Snail nha. Đó thì Alex, công ty Just Snail cũng cố gắng tìm những sản phẩm tốt mới, và thứ hai nữa ngoài cái sản phẩm tốt ra, Alex nghĩ tại vì một phần các bạn mua nhiều cho công ty Just Snail là tại vì những tình thương mà các bạn đã dành cho Just Snail thì Alex cũng cảm ơn rất là nhiều. Đó. Rồi bên này nữa Alex sẽ cắt cho mọi người xem thử ha. Tất cả những cái shape như thế này các bạn thấy không? Đó, Alex sẽ cắt ra và bây giờ Alex sẽ design cho mọi người xem thử ha. Đó, tại vì khi custom á, thì Alex thường Alex hay làm món ngắn, món đồ, mấy cái đưa vào business nhiều đúng không? Thì hôm nay Alex sẽ làm cái nail crazy, cái này mấy cái này gọi là crazy. Crazy là những cái design này là nó thích rất là nhiều tham, không phải nhiều tham mà có nghĩa là nó rất là công phu, nó làm nhiều thích nít đó. Nó thích tham thứ hai là phải khéo léo. Đó thì hôm nay sẽ làm cho mọi người xem thử ha. Tại vì trên một cái live Alex tập trung thì nó khác, nhưng mà Alex phải vừa live vừa giải thích thì nó làm cho Alex phân vân rất là nhiều, nhưng mà Alex cũng cố gắng xấu. Today I'm going to show you guys the custom nail design. A normal, so I just do the basic because I want to share the people can do it in a nail salon. But this nail is the custom, so a lot of work and a lot of detail. So hopefully you guys enjoy it. Pinset trên website up hay là check out hả? Là có nghĩa là các bạn vô cái phần Black Friday á, các bạn đừng vô mấy cái kia. Các bạn vô Black Friday là sale off rồi, nó off rồi, được off xong rồi các bạn bấm cái code nữa là các bạn được 10% off nữa ha. Đó. Có nghĩa giống như chai top code thường giá bình thường là 10 đồng chai thì hôm nay có 7 đồng chai thôi. Các bạn bỏ thêm mấy code vô nữa, các bạn được thêm 10 đồng, mình thêm 1 đồng off nữa, còn có 6 đồng chai. Đó, ví dụ vậy đó. Đó. Thì những bạn mà chưa order thì nhanh tay lên ha. Tại vì ngày mai là cái ngày cuối cùng rồi, Alex sẽ sửa cái code lại và không có ai được off nữa. Nên các bạn phải tranh thủ trong đêm này nữa, là cái đêm cuối cùng. Đó. Rồi các bạn thấy không? Alex sẽ vừa xếp vô ha. Đó. Thì hôm nay Alex sẽ làm hai cái ombre của cái kim tuyến. Thường thường kim tuyến á, có nhiều bạn cái ombre nó bị mess up. Thì hôm nay Alex sẽ chỉ các bạn cái mẹo. Tại cũng có nhiều bạn comment là cái kim tuyến bự quá, cái ombre rất là khó. Nhưng mà cái bột màu mỏng thì nó làm rất là dễ. Thì hôm nay Alex sẽ show you guys how to do the ombre with sparkle leader. Because mostly a lot of people they tell me when do sparkle ombre. Because the sparkle leader is too thick, so it's hard to do it. So today the technique I'm going to show you guys how to do it. Ưu tiên cho chị mới tham đi order nha Alex. Những bạn nào mà cố gắng, thật sự cái này Alex cũng muốn thôi. Các bạn cố gắng lên website order cho Alex được không? Tại thật sự Alex rất là busy, Alex không có thể làm order cho mọi người hết tất cả được ha. Có gì mọi người cứ lên website rồi thương Alex đi, rồi cứ lên website là bấm vô, nó cũng có hai tiếng rồi, tiếng Việt với tiếng Anh nữa. Rồi các bạn bấm vô các bạn order cho Alex nha. Tại vì sao? Các bạn đăng ký về sau các bạn mua hàng cũng dễ, tại vì các bạn đã có cái website sẵn rồi ha. Nó có cái account sẵn rồi. Nên các bạn giúp Alex nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, tại vì Alex về Alex phải có tham con cái đủ hết. À, các bạn thấy giờ này Alex vẫn còn ngồi làm live nữa. Thì nói chung thì có nhiều bạn gọi mua slide thì cũng
em ơi chị cho chị xài cái này cái kia, thì nói chung thì Alex cũng tận dụng, tại vì cũng có khách hàng, tại vì khách appointment không phải là khi nào họ cũng phải tới giống như cái giờ mình sắp đặt, tại vì cái công việc Alex nó busy, nó giống như là khi nào nó busy cái là nó đổ vô một lần vậy, thì Alex không có trở tay kịp, nên khách hàng vậy, nên mỗi khi mà họ tới thì Alex họ tới mua hàng, nếu mà họ có cái thời gian đó Alex tận dụng là làm thời gian luôn, làm live luôn đó. Rồi đó, các bạn thấy không? So you see all the shapes straight even ready. And right now, action ha. Thì Alex sẽ làm design. Rồi mọi người chuẩn bị chưa? Rồi mọi người có thể giúp Alex share nha. So before I'm doing it, Alex sẽ buffer tất cả mấy cái này hết nè. Rồi sạch hết. So this nail true. Các bạn có thể giúp Alex share video nha. Ok, so I can show you guys the nail right here. So you guys can see, look this man. Ok, thì hôm nay á, cái nail bên này thì nó quá dễ rồi. Cái nail bên này thì Alex sẽ làm khó hơn xí, tại Alex cũng muốn làm cho một cái bài like cho nó có cái sự hấp dẫn. Thế thì hôm nay Alex sẽ làm cái ông già Noel bên này. Cái ông già Alex sẽ làm bên này Alex sẽ làm cái candy. Alex sẽ làm một cái màu đỏ, Alex sẽ vẽ candy lên. Đó, hoặc có lẽ có thể cắt bằng bột cũng được, nhưng mà cắt bằng bột thì nó hơi lâu. Sắp xếp bố cục thì hơi lâu, thì Alex vẽ thì nó nhanh hơn. Bên này thì có thể Alex cắt bột. Đó, bên này thì Alex có thể làm một cái một cái no snow, đó, giống như một cái bông tuyết đó. Đó, Alex sẽ gắn đèn cho mọi người xem thử ha. Alex sẽ gắn đèn lên đây. Đó. Thì chụp Alex sẽ cho mọi người lên, và bên này Alex sẽ làm ombre. Đó. Ok, so deep hả? Ok ha. Rồi mọi người có thể giúp Alex share video nha. Hôm nay là thứ bảy, đó, cũng có nhiều người coi like ha. Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi anh nói có bắp chữ không em? Không nữa, anh nói không bắp chữ luôn hả? Anh nuốt chữ đó. Anh nuốt chữ mà, anh nói anh nuốt chữ luôn hả? Ok ha, rồi bây giờ ha, Alex sẽ biểu diễn cho mọi người xem thử ha. So you guys ready? Các bạn chuẩn bị chưa? À, những bạn nào mà có thể say hi Alex được không? Say hi ha, rồi bấm share video Alex nhé, để Alex đi uống mang nước đã, trước khi Alex ca cho mọi người nghe. Ca nghĩa là nói, không phải là ca cho mọi người đọc. Ok, thì hôm nay Alex làm cái này là cái foil ha. Thì trước khi Alex làm cái foil, Alex có một cái idea rất là hay. Đó, luôn thì Alex chia sẻ cho mọi người này ha. Đó. Trước khi làm cái phôi thì Alex sẽ bỏ một cái màu vô. Đó, thì Alex sẽ bỏ cái chai top vô để Alex làm cái foil ha. Những bạn nào chưa có foil thì có thể lên website order ha. Đó, thì Alex sẽ dùng cái chai easy foil. So before I'm doing it, Alex sẽ làm một cái ombre easy foil, Alex sẽ quẹt lên. Đó, để làm một cái ombre cho nó đẹp. Alex sẽ đắp bột lên luôn ha. Đó, rồi bỏ đèn cho mình ha. Bỏ đèn lên, tập bỏ đèn, yes. Thank you. And right now, Alex sẽ dìu cái này ha, dìu cái này trước khi là làm một ombre ha. Dạ được chị, đúng rồi, em làm mấy cái nó luôn chị. Đen xài là gì vậy, bạn báo như vậy, đen để xài là ghi vậy, mua hàng bao lâu tới vậy anh? Deep hay đắp vậy Alex, deep đắp hả? Deep đắp gì cũng được hết, Alex nói chung là đắp deep gì Alex cũng chơi được hết. Dip thì nó quá dễ rồi, đắp thì nó hơi khó. Tại sao đắp dip á, thì đa phần nó chủ mấy những người mới vô nghề, các bạn dạy họ mấy ngày chỉ cần sơn đẹp thôi là dip được thôi. Còn đắp á, thì nó hơi khó xịn, tại vì nó phải đi theo. Đó, nên khi nào mà có thể là có mấy cái like trước á, thì bạn nào mà chưa có like dip của Alex á, thì có thể lên coi ha. Mình sẽ bỏ lên. Còn thấy không? Đó, Alex sẽ vuốt ra. Đó, đây là cái foil ha. Alex sẽ vuốt ra. Đó. Bên này cũng vậy, bỏ vô, kéo ra. Đó. Đó. Rồi xong rồi ha, bây giờ Alex lấy ra. Lấy ra ha. Đó. Rồi.
Còn theo. Rồi xong ha. Rồi bây giờ Alex kéo ông về xuống. Đó, đây là một cái thật chiều mới nữa ha. Tại Alex cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Khi làm cái custom nail design này rất là đẹp và rất rất là sang. Bỏ kim tuyến lên. À, các bạn thấy Alex rất là audit đúng không? Có nghĩa là có nhiều thật chiều đúng không? Đó. Bạn thấy không? À, kéo xuống. Thấy đẹp không? Quá đẹp đúng không? Bên này như vậy. Bỏ xuống. Đó. Kim tuyến này là cái màu rất là đẹp cho mọi người. Khách hàng qua lịch nãy giờ cái khen hoài cái kim tuyến này đẹp quá anh ơi. Đúng rồi em. Kim tuyến là kim tuyến màu là màu gì Alex không biết, đây là cho mọi người xem thử ha. Màu này là màu Hello Fitty. Các bạn lên website các bạn bấm cái chữ Hello Fitty ha. Đây này. Hello Fitty ha, rất là đẹp. Wow, đẹp quá. Thích không? Em thích không? Quá thích không hả? Trời ơi, thích nhiều không? Nhiều lắm hả? Thank you nha. Trời ơi. Rồi, Alex sẽ bỏ thêm một xí clear cho các bạn coi nha. Khi xong rồi các bạn sẽ apply vô clear lên. So when you guys done ready, you can apply clear powder in there. And you can see it, the clear powder is very easy to control it. So you can just tap like that. Because the powder is still square. So you can have to hold like that until the powder wants to change in the matte color. So you can peel in the powder is already ready. And after that, you guys tap like this. Cut much sure everything shapes length even. And after that, what you guys doing? You guys get a little bit liquid and push down like that. Very gentle, còn thấy không? Nhẹ nhàng thôi. À, thì nói chung trong cái live Alex đó có người Mỹ nữa nên Alex nói tiếng Anh nói chung thì cũng không có rành mấy ha, nhưng mà cũng có nhiều người họ cũng yêu cầu, họ cũng mua supply của Alex, họ cũng yêu cầu cách sử dụng nên là cũng cố gắng là giúp ha. Tại vì có nhiều người cũng là bạn mà xin ở Mỹ, những người Việt mình cũng xin ở Mỹ lâu rồi nhưng mà họ không biết nói tiếng Việt nên Alex cũng cố gắng nói tiếng Anh. Alex thì không có giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà cố gắng Alex sẽ làm nó sẽ chia sẻ những cái gì có thể ha. À, còn theo. Wow, so beautiful. You guys see it? Oh, đẹp quá anh. Ồ, nhiều người khen quá mà nãy giờ Alex cũng thấy. Trời ơi, what? That's you using glue foil. That's one is the easy foil, ha. Huh? Cái này easy foil của công ty Alex, ha. Huh? Đó, nó giấy thì hôm nay Alex không biết bao nhiêu giấy nhưng mà có thể sẽ bỏ lên, ha. Huh? Ôi, sao móng nhọn nó có làm người ta bị thương không em? Có, chị ơi. Giấy, chị Justin lại chụp hình hết chưa? Giấy á? Chưa luôn hả? Chưa luôn hả? Nãy giờ làm gì trong đó, đếp hả? Ok rồi, bây giờ Alex sẽ rồi bỏ cái màu trắng lên ha. Các bạn nhìn Alex làm nha. Alex sẽ hướng dẫn mọi người cắt cái bông tuyết nha. You guys see the design right here. How you guys make it pretty. And right now I can show you guys how to do it. Ok, you guys ready? I get live with the nose, the soft white color. I hold it. Ok, các bạn nhớ bấm share vô cho Alex nha. Mọi người thương Alex thì bấm share vô nha. Cho mọi người kia vô là luôn có gì share với vô. And hold like that very slowly. Very very slowly because the powder is still square. Các bạn phải đợi nhẹ như này, các bạn phải làm sao cái chuôi của nó đẹp ha. Bạn thấy không? Nó tròn trong khi nó cổ nó tròn ơi là tròn. Tròn lắm ha. Bên này cũng vậy. Còn thấy không? À. Đợi con chút nha chú ơi. You guys see it? It's very nice, it's very easy. So you can get the liquid clean it out ha. Các bạn thấy không? Nhẹ nhàng ra thôi. Bên này nhẹ ra. Đó. Đó. Các bạn có thể các bạn cứ nói ha, no I don't like it because I can my love hurt. Okay, you're right. So but you know after you know I take the picture, you know, and she go back from vacation so I can cut for her. Because you know, when she do this nail, she can do the model, by dancing look like Lady Gaga, you know. So hopefully you understand, you know. But mostly a lot of people do this nail because they just for the third picture. So enjoy it. Okay, bây giờ Alex sẽ dùng dao để cắt ha. So I using this one, I cut the powder. Thường thường á thì các bạn có thể dùng cái dao này được ha. Các bạn muốn cắt bột chuẩn á thì các bạn nên dùng cái dao này. Cái này Alex cũng chia sẻ thật tình thôi. Cái dao kia các bạn cắt nó sẽ bị méo. Đó, các bạn không tin các bạn lấy cái dao cắt thử đi. Đó, còn cái này nhưng mà cái này thì các bạn phải lấy cái giấy các bạn bỏ lên ha. Các bạn phải làm cho nó lục bớt xí ha.
Đó, thì các bạn muốn đẹp là các bạn phải cắt cái dao này ha. Đó. Thì hôm nay là sẽ cắt cho mọi người xem thử. You guys ready? Ở sẽ chấm vô. Các bạn sẽ chấm vô miếng nước cái này, các bạn thấy không? Cái dao này biết sao nó cứng. Thứ hai các bạn cắt đâu nó thẳng chỗ đó. Đó, nó thẳng chỗ đó bởi vì nhìn nó sặc sạo hơn. Đó, còn cái dao kia các bạn cắt nó méo cái là nó bị cong nè. Đó. So, you guys really powder, we try a little bit, các bạn thấy không? Xong rồi ha. And next one. Các bạn sẽ gắp bên này. Các bạn sẽ nhìn tương đương sao các bạn chấn xuống cho nó đủ ha. You guys see it. And this one too. Ha. And you guys have to be careful, okay? When you cut the skin, because you guys have to be careful, các bạn thấy không? Các bạn phải cẩn thận nha. Đó. Nói chung mấy cái bột này á, các bạn chỉ cần xếp hình, các bạn vẽ tờ giấy, các bạn cắt từ từ, các bạn nhắn nó, các bạn đừng có làm ẩu quá, các bạn cắt từ từ là các bạn cắt được cái gì hết á, thấy không? Chỉ cần mình thất tham thôi. Đó, cái gì cắt được hết, đó, cái gì cũng vậy, design 3D hay cái gì cũng vậy, nói chung là mình phải thất tham ha. Mình ẩu là coi như mình cái lỗi của mình thôi, chứ không phải là người ta chia sẻ cho mình hay là mình cố tình ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái nail bên này, order so be cut. Khi mà các bạn muốn làm một cái bông á, các bạn phải lấy hai cái vít này này. Các bạn bỏ vô đây, các bạn phải đo độ dài của cái bông này này từ đây qua đi bao lâu. You see how long is it? And after that you can cut the powder. You can cut the cái bông ha. You can put in the right here and cut the lip. Okay. So right now I can get the powder clear. Các bạn đợi là xí nha, các bạn nè nhìn nó làm nha. You can get very tiny like this. Tiny, tiny, you guys see it. Very tiny ha. Cái này là một cái cây mà khó nhất nè ha. Đó. Các bạn nhìn nha, đây là một cái bông tuyết mà Alex đã từng chia sẻ cho một cái like của mọi người lúc trước á. Các bạn chỉ có làm như vậy, các bạn làm mới chuẩn thôi. Còn các bạn làm cái cách kia là nó bị méo hết. Bị méo hết. Các bạn đợi xí ha. Đó. Ngày xưa Alex có cái cục mà bằng giống như cùng bằng silicon vậy ấy, thì nó cắt nó hay hơn, cái bao này nó méo cái bông đó, thì anh lại không bị mất cái cục đó rồi. Và cái anh lại chia sẻ cho mọi người vậy ha, cắt lên nó giống bông 3D cái gì vậy ha. Các bạn thấy ở Việt Nam có nhiều bạn làm bông đẹp không, nó cũng ngồi gần, có thể là cái gì nó cũng vậy, nói chung là nó đòi hỏi cái sự gì kiên nhẫn chứ cái gì hết, tại vì mình không kiên nhẫn là mình sẽ không làm được đó, hay là nó không có tới nơi thôi đó, thấy không? Đó. Mình làm xong mình cảm thấy ok, bắt đầu mình lúc đó mình chuẩn bị cắt. You guys can see it. Ok. Các bạn phải hình dung một cái nail ha, các bạn thấy nó ok chưa? Đó. Rồi bây giờ các bạn tránh nha. Mình thực hiện đi bước dẫn đơn nha. Ok. So right now what you guys doing? You guys put the knife in the liquid ha. Các bạn phải bỏ cái dao vô cái này nè ha. Còn chấn xuống. Còn chấn xuống. Còn chấn chéo xuống dao này ha. Cái này là I do a buyer. Cái này là nó hơi hơi custom xí nha. Custom gì nó hơi thất tham xí á. Các bạn phải làm cho nó tỉ mỉ và... Ok, that's it ha. Xong rồi giờ ha, các bạn mới máy cho nó. Ok, so right now you guys cut it. You guys cut by the 3D flower the snow ha, cắt nhỏ vô. Các bạn cắt vô cho lên. You guys see it. Ngày xưa anh có cái cục nó là cắt trong vòng một nốt nhạc thôi, anh lại cắt ra nó đẹp lắm, nó đều gọi là đều luôn, mà có cái bao này nó mềm á, nhưng cắt nó rất là hơi khó, nên nói chung là mình phải khéo tay một xí nữa, thì mình không khéo tay là mình sẽ bị mất sắp cái flower liền. Đó, thì các bạn nào muốn học theo cái kiểu là cắt thì cũng hay, thấy không? Đó, cứ học theo không sao hết. Đó.
Bây giờ lại chia sẻ để tao lại chia sẻ. Bạn thấy nó là cái gì chưa? À, you guys see it? How you guys want to guys see it? You guys see the flower already? Bên này cái ha, bên này cũng cái cách nữa cái nữa. You guys see the snow flower already? You guys see it, ha? Huh? And right now, you guys check it out. Các bạn đợi khô xíu, các bạn sẽ lấy nước này ha. Giống như mấy bạn ở Việt Nam vậy á, à, lấy nước để nó lên. Thấy chưa? Ha. Rồi các bạn, bây giờ các bạn mới bỏ vô đây đúng không? Trước khi bạn bỏ vô á là các bạn phải lấy cái đèn các bạn dán lên trước. Okay, you guys see it. And you guys put the light right here. Before you guys do it, you guys have to test the nail. Test cho nó sáng trước nha, trước khi mình test nha. Mình bỏ vô đây không, mình cho nó test trước cho nó sáng. And right now what you guys doing? You guys put the light on. Khi you guys, khi mà mọi người bỏ cái đèn on á là mọi người nhớ phải bỏ vô, bỏ vô đây nó khô cha rồi. Mới có trẻ trẻ xí thôi nó khô. Rồi, còn theo, này đã cái bông ha. So. Right now you guys bỏ cái máy rửa vô. Các bạn xoay cái máy rửa nha, các bạn put right here. And you guys peel cái lên, tại vì cắt ra đã khó rồi đúng không? Cắt ra là lịch bỏ lên là dễ rồi. Đó, nhưng bây giờ lịch phải khoan cái lỗ nữa trước khi lịch bỏ lên cái đèn. Này. You have to hold the seal right here. Hold it. Mai chị. Ok. Just hold it so like that. Ok. And right now, let's bỏ lên. Oh. Before I'm do it, I'll just bỏ một xí bột màu đỏ lên. Để các bạn làm cho nó lẹ, các bạn đừng có làm kia nó lâu lắm. Nè, các bạn nhìn nha. So. And right here too. Để nói chung mấy cái này nó hơi công phu xí nha các bạn. Đó. Đó. Nói chung cái này là giống như nghệ thuật rồi chứ các bạn không áp dụng vô business được. Business nó lâu lắm. À, thì những cái này là custom rồi. À, thì nói chung các bạn, tại sao các bạn biết là lại bỏ cái màu đỏ lên trước không? Các bạn mà lỏ lên vậy để các bạn làm cho nó nhanh. Đó. Có nhiều người bỏ quá là con bỏ nha, các bạn bỏ xong các bạn bỏ lên nó làm rất là lâu. And right now what you guys doing? Em bỏ bẻ cái bông cho nó cong lại vậy nè ha. Em bẻ cái bông lại cho nó cong lại. Đó. Put the lip leave it cool. And put it on it. Ha, bỏ lên. Coach có check out được không ạ? Được nha. Được nha em. Xong bây giờ là lấy hai tay nha. Bẻ cong lại vậy. À. Rồi, con giữ nha, con giữ đèn nha. Giữ lâu xíu cho lẹt. Giữ lâu xí nha. Dùng cái này nó hơi cung phụ xí. Ướt quá. It's too sweat. Đó, xong rồi ha, cho nó vô đèn đúng không? Cho nó khô xí đã xong mình mới đè xuống nha. Chập nó là sẽ bỏ vô. Rồi, hold like 10 second. Like 10 15 second. And put the how you call it instant. Read it. And read it. Okay, thấy không? Xong rồi đúng không? Các bạn đợi xí các bạn đừng có sợ với các bạn cứ đợi xí ra lại đi ha. Bây giờ các bạn sẽ bỏ bột lên. Bỏ bột lên. Bỏ bột lên luôn. Các bạn vũ ra thì nó sẽ là cái
cái bông à, có bỏ lên coi luôn gì nó. Để còn thấy hằng nãy lịch bỏ bột đỏ lên rồi, có lịch đang cố tình đó chập lịch vũ ra nó sẽ là cái snow ha. Alex mà có cái silicon là hay rồi. Cái silicon với sao nó dẻo và cách nó chuẩn lắm. Cái này thì cách nó cũng 70% thôi chứ nó không phải là chuẩn lắm, nhưng mà đây là cái thích Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Thì có nhiều bạn có yêu cầu thì yêu cầu mình cắt cho, còn không nữa các bạn bỏ lên các bạn cắt từng cái từng cái. Nhưng mà cắt từng cái gì á thì nó bị sẽ bị to nhỏ liền. Cắt từng cái thì nó dễ rồi nhưng mà nó sẽ bị to nhỏ. Nhưng cái này các bạn làm ra 10 cái khuôn ra là nó y chang giống cái khuôn luôn đó. Thì các bạn có thấy cái khuôn mà lịch đã cho con coi mà năm ngoái lịch làm á, đó là lịch làm bằng cái khiến nó hả các bạn theo cho lịch lắp vô course nào được cái xe là ok xong rồi ha. Xong rồi khi lịch dũa thì nó sẽ ra ha, bỏ ra lịch bỏ cao vậy đúng rồi. Tại vì các bạn phải bỏ cho bột nó lên xí ha. Rồi you guys done it after you guys file it, so when you guys file it you guys can see how this is ha. Còn thấy không, giữ xếp nha, giữ xếp nha, thấy không? Rồi it done ready. Ok so right now Alex sẽ làm cái ngón thứ tư nữa là cái ngón này. Cái ngón này là Alex sẽ làm ombre nha, ombre. Alex sẽ làm màu màu đỏ ha. So you guys love it, you guys enjoy watching my video. So các bạn có enjoy cái video Alex không ha? Chung là hai anh chị khỏe không hả? Bỏ vô bỏ còn thấy không hả? Em mua bên anh mà trang anh màu anh Hoài mua không được, làm cách nào để mua được anh? Em mua đồ neo bên anh lên trang mua. Em ở nước nào vậy? Em ở Việt Nam em đâu có mua được đâu em. Em ở nước nào vậy? Em phải cho anh biết nước nào nữa. Còn thấy là kéo không? Bắt hai bên thôi. Đó. Christmas nó phải là Christmas nha, có đến tùm lum la trong á, nó la giống như cải lương vậy các bạn nha. Có biết cải lương không? Cải lương là giống như bỏ tùm lum tùm la cho em đó, hiểu không? Đó, cái màu này cho nó ra cái màu đó, bộ neo cho nó ra sang trọng ha. Đó, đại khái ha, ví dụ nó ra thì nó ra, ví dụ thằng này nó ra như thế này ha. Ờ đúng hồi nãy mình bỏ kim tuyến là mình ham nói quá cho mình, tự nhiên mình nhớ qua cái, mình nhớ qua cái gì đó Umbalaside. Kim tuyến này ha, cái kim tuyến này rất là đẹp này. Chị nào mà chưa cái kim tuyến thì cũng mua kim tuyến bỏ lên ha. Rất là đẹp. Trời ơi, cái này giống như là Christmas luôn. Đó, ham nói quá, đăng lại cái ngón này làm ông già Noel sao hết. À lại bỏ lên, lại bỏ cái kim ông già Noel lên ha. Đó. Còn thấy không? Tại vì mà kim tuyến này cũng đẹp quá. Còn như một người dọc lại nha, người dọc lại này, vuốt xuống, thấy chưa? Xuống, dọc xuống. Thấy không? Quá đẹp. Yêu nhau đi. Anh sẽ không đòi quà. Oh yeah. Bên này như vậy. Wow, so beautiful sparkle leather. It look like các bạn thấy thích kim tuyến này không? Rất là đẹp ha. Đẹp đúng không? Rất là đẹp. Rồi. Giờ các bạn làm Christmas các bạn đắp hai cái màu này là khách nó cũng thích nữa ha. Còn các bạn phải làm bên kia ha. Đó. Thấy không? Rất là đẹp. Kim tuyến là đúng rồi, kim tuyến là màu honey bunny ha. Lên luôn ngày hôm nay cũng đang on sale nó honey fairy lên mua đi đi. 100 mop luôn ha. Mê cái giọng của anh nữa, giọng qua lại cũng mê nữa hả? Trời ơi. Giọng đó lại cũng là giọng của đàn ông thôi mà. Mê giọng luôn hả? Trời ơi. Anh lại tưởng cái là giọng hay nhưng mà ở ngoài đẹp trai khổ thiệt. Ở ngoài đẹp trai nó cứu vớt được nhiều lắm. Đó. Xong có người hỏi đẹp trai được cái gì, anh lại vớt được cái gì. Dạ.
thì vớt được cái này khá như đi đi chơi khỏi cần make up nhiều. Đó, make up nhiều, sửa soạn nhiều. Đó. À, thấy không? À, rất là đẹp ha. Trời ơi. Đáng yêu đúng rồi. Cute nhí nhảnh đúng rồi. Ai lại không đẹp trai, ai lại cute nhí nhảnh này ha. Ừ, các bạn thấy chưa? Thấy không? Chập nó lịch vũ ra xong tự nhiên nó ra cái snow đẹp lắm. Coi như chập nó cho mọi người xem thử, xong chập nó lịch vừa vũ lịch vừa mở nhạc Christmas ha, xong cho Tây Tây Thi hát nha. Happy very Christmas. Thấy không? Chập nó lịch làm cho Thi Thi hát hát ha. Sẽ bỏ thêm xíu màu đỏ nữa, thấy không? Rồi. Bây giờ đến ngón này thì Alex sẽ làm gì? So what do you want to do this one? Because all the nail right here. So I want to show you guys how to do with this design. So the design right here, because cái nail này Alex sẽ chập nó, Alex sẽ làm cho mọi người thấy là cái custom đó. Thì còn nail này thì Alex sẽ cắt cho mọi người xem thử ha. Bây giờ Alex sẽ cắt theo kiểu khác ha. Đó, thì nó có nhiều kiểu cắt lắm. À, thì hôm nay nó hơi trám mà xí thấy không? Tại nhiều design quá nên các bạn thấy nó hơi lossable quá. À, khách hàng qua lệch nó ngủ gục nên gục xuống, đau khổ thiệt quá mà. Trời, cố gắng lên ha. Cố gắng lên này về Việt Nam đúng không? Các bạn nào mà về Việt Nam mà thấy bộ nail của khách hàng mà thấy cái bộ nail này là các bạn biết là bộ nail của Alex nha, tại tuần thứ hai là về Việt Nam đúng không? Dạ. Trời ơi, sướng quá mà, trời ơi, thứ hai Việt Nam luôn. Ok, rồi bây giờ này Christmas phi đi bạc. Bây giờ Alex sẽ làm cái ngón thứ hai bên kia giống như chị Hương yêu cầu ha. À, ngón giữa bên kia nha. Thứ nhất á, là các bạn sẽ bỏ cái thằng màu nút lên ha. Màu nút lên, đó là cái thằng nút pin. Các bạn để ý nha, so right now Alex sẽ show các bạn là cái nút pin ha. Đó. À. Nói chung cái design gì cũng vậy, các bạn muốn làm được là các bạn phải thực tập nhiều, à, giống như Tiêu Vinh vậy đó. À, nửa đêm người ta ngủ hết, anh ta ngồi đắp nail, đó. Giống ngày xưa Alex cũng vậy đó, nói chung cái gì nó cũng có khổ luyện hết. À, mà nói chung thì tùy người thôi, à, nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa. À, giống ngày xưa Alex cũng thức khuya, cũng đắp cho cố, rồi cuối cùng là cũng bệnh, không ai lo hết, ha. Tiêu Vinh cũng vậy nha. À, đam mê thì cũng có lúc, ha. Mình cũng đừng thức khuya quá, giữ gìn sức khỏe nữa. Đó. Tại vì mình còn trẻ mà đúng không? Cái thời gian mình còn dài lắm. Bên này cũng vậy ha. Rồi, thằng bên này cũng vậy, các bạn thấy không? Đó, rất là mượt ha, màu rất là đẹp. Đó. I love you so much, me too. I love you too much too. Đó. Bây giờ chị Thiêu Hương nhìn nha. Em sẽ đợi cắt một xí, em đợi khô chứ em cắt này ha. Ừ. Ủa cái màu kim tuyến này đẹp quá mọi người ha. Trời cái màu này, các bạn nhìn nó đẹp quá. Đó, bạn nào mà chưa có lên website bấm liền đi. Màu đó số mấy vậy? Alex màu, chị nói màu nào vậy? Màu mà Alex đang làm là màu đang làm là màu nút pink nha. Cái là nút pink nha mọi người. Đó, khi các bạn cắt bột đó là các bạn phải ăn gian cao nha Alex nha. À, để làm gì? Cho anh mượn cái tay nó đi. Đến coi bên nào đây. Bên này để lại xem ngược bên này ngược vào bên này lại, ngược bên này. Đúng rồi. Đúng rồi. À, rồi, cảm ơn ha. À, Alex cắt ra. À, còn cắt cái dao đó là chuẩn ha. Cái dao này có hiện đó, các bạn cắt bột đó là 10 cách cũng như một thôi. Cái dao này nó không có bị cong xẹo, còn các bạn cắt cái dao cắt bột á thì nó hơi cong xẹo xí. À, nhưng mà cắt cái này thì các bạn phải khéo tay một xí nha. Cái này thì nó hơi ngắn, nó khó hơi khó cầm một xí. À, thì các bạn có thể dùng cái tờ giấy cũng được hay cái gì đó để khá vậy ha. Ừ, nhưng mà khi các bạn làm cái này các bạn phải cắt trên tay khách cho mình thấy trước. Giống ngày xưa là cắt dao cắt bột như vậy, mình tự nhiên mình nói cắt bột, mình đem cái dao cắt bột ra thì có nhiều khách họ cũng phân vân. Đó. Cái này thì Alex chưa thử qua nhưng mà cái dao kia với người kia hủ mình cầm dao làm gì vậy? Họ cũng phân vân lắm. Mình phải giải thích cho họ hiểu ha. Hello chị yêu. Rồi đến ngón này ha. Đến cái ngón này thì Alex sẽ cắt cho mọi người xem thử ha. Đó còn thấy không? Thì Alex phải cắt hai cái chiều khác hai bên. Chứ mình không được làm qua một chiều thì nó xấu lắm ha.
cái thằng này qua bên này thì cái thằng này nó phải đi ngược lại ha, nó phải làm, nó phải có sự tương xứng với nhau chứ không phải là một chiều thì nó không có đẹp ha. À, bây giờ là sẽ làm cái màu trắng ha. Màu trắng thì lịch phải thay nước, tại cũng không thay nước thì nó sẽ bị hư cái màu trắng của mình đi, nó xấu lắm. À, cầm dao chém gió luôn hả? Chém gió rồi trời, chém gió gì trời, dao cũng chém gió. Rồi bây giờ này anh lại sẽ bỏ màu trắng lên nè, nhìn nha mọi người nha, nhớ nha mọi người phải cắt cao lên nha. So you got hold the powder right here ha. À, còn phải đợi như thế này ha, còn bỏ vô gai xít không các bạn, mà khi các bạn á cái bột á các bạn phải cố tình sao cho cái bột nó màu khô xí chứ sao, để các bạn bỏ nó không có chảy á. À, phải cố tình lấy nước ít lại á. À, còn thấy không, bột để đâu nằm đó. À, các bạn cứ cắt chục bộ thôi là còn thấy sự khác biệt cái gì đâu. À, bong truy đi hay là làm ma bồ giống là lệch vậy đó, cứ chơi chục bộ chơi 15 bộ ngày tự nhiên thấy nó khác biệt liền. À, cái gì vẫn vậy, nó không phải có khổ liền ha. À, rồi còn thấy không. À, rất là mượt ha. Rồi bây giờ giữ xếp đúng không, rồi bây giờ cắt tiếp tục, nhưng mà nhớ nha các bạn phải cắt cho nó cao lên nha, phải ăn gian cho nó cao lên cái gì biết không, để chập ma lệch dũa xuống nữa. À, đó mình phải ăn gian lên. Ok, cầm cái tay bên này, anh bút bên này. À, anh làm neo giỏi vậy, nấu ăn có ngon không hả? Anh hả? Có, anh nấu ăn ngon lắm em. Anh nấu ăn ngon lắm. Thì mình thấy ngon chứ còn họ mình chưa biết ha. À, chắc qua. À, nói chung Alex nói cái nấu ăn có gì mà khó hết. Cái từ nói mà không biết thì nó cũng khó đúng không? Cái gì mà không biết Alex nói lên mạng Google nó có hết. Trời ơi, nó chỉ cho mình bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu. Tại vì anh thua do mình có làm hay không thôi, đúng không? Ai cũng vậy thôi, họ phải nấu một hai lần bắt đầu họ mới biết. Cái thứ hai nó tùy theo cái miền nữa ha. Lên bấm Google, lên how to you cook, cái này cái kia thì nó chỉ cho mình thôi. Anh thua là mình có làm hay không thôi. Đó, nên không có gì hết á. Nail thì đôi khi nó đòi hỏi là luyện xí. Đó, tại vì nó là thuộc dạng là phải luyện. Còn đồ ăn thì dễ, người ta đã cho mình cái công thức sẵn rồi, bao nhiêu muỗng bao nhiêu kia không, mình in cái tờ giấy ra á, xong mình nấu thôi. Á, người ta hay nói là muốn ăn thì phải lăn vô bếp, á, muốn chết thì lấy dao đâm. Á, muốn ăn thì phải lăn vô bếp ha. Rồi cái màu này màu đỏ nha, tiếp tục màu đỏ rồi. Á, biết nhiều cũng khổ nhiều. Có nhiều người ai lại biết á, có nhiều người biết nấu ăn, có nhiều người họ biết nhưng mà họ không có muốn tỏ ra là như vậy như kia. À, nó cũng có hai mặt chứ không phải là giống người ta nói, có nhiều người họ im lặng không phải là mình nghĩ họ không biết. À, tại vì những chuyện đó không phải là của họ, hay là nó có nhiều cái lắm ha, thì nó trong cuộc sống mà tùy hoàn cảnh, tùy mọi nơi mình ứng xử thôi. À, nên nó câu công bằng á, là không có ai ngu hết. À, chứ không phải mình nói tao là giỏi, thằng kia ngu, mình nói vậy cũng sai. À, nói câu công bằng là không có ai ngu hết. À, như vậy là không có hư mắm hư đường ai hết ha. Rồi bây giờ này anh sẽ đập cho các bạn thấy không, đó các bạn thấy không, anh sẽ đập ra này, giữ cái xếp này có thấy không. À, cho nó mượt, cho nó nhọn vô ha. À, gì hết ha. Rồi bên nhẹo này một cái, cắt bằng chỉ nhanh hơn, đúng rồi, cắt bằng chỉ cũng được. À, ý cũng rất là hay, tại Alex cũng có chỉ team ơi, đúng rồi, cắt chỉ cũng hay đó. Đó rồi, có team cũng chia sẻ này, team cũng là làm việc cho Just Nail nhé. Rồi những cái tình tới đây thì team có một cái lớp bên Dallas đó, thì những bạn nào mà học về custom nail design hay là về mấy cái tour thì team cũng rất là giỏi. Các bạn muốn tham khảo về nail của team thì có thể học ha. Tại vì Alex nghĩ đôi khi Alex bên công ty Alex cũng rất là busy, thì cũng có nhiều bạn mở lớp thì các bạn cũng nên học ha. Đó cũng là một cái cơ hội cho mình. Đó. Tại vì cũng mọi người đôi khi mà mình nhìn thấy nail thì ai cũng làm giống ai hết, nhưng mà khi mà mình học qua cái lớp á, thì các bạn biết có nhiều cái rất là hay. Nói chung là mọi người có một cái technique, Alex hy vọng mọi người nên ha. Rồi bây giờ này Alex sẽ bỏ cắt thêm một màu xanh nữa, các bạn thấy không, thêm một màu xanh nữa. Thì màu xanh này nữa thì Alex phải cắt xéo qua. Thì bây giờ giống như Tim nói cũng hay nè ha. Thì Alex không có cùng cước đây chứ, có Alex có cùng cước đây, Alex cũng chơi liền nè. Này đại khái để coi thứ ơi. À, cùng cước đúng không? Đây.
Ở đây, Alex có, đúng rồi, Alex có. Tức đâu rồi? Cước đó rồi, Kim ơi. Cước ta đi rồi. Cước đó rồi. Đó cũng cước là Alex chơi rồi, còn cước nó cắt rất là dễ cho mọi người. Kim nó chia sẻ rất là hay nhé. Đó, tại vì lâu rồi Alex cũng quên. Đó. Cái cước cắt rất là nhanh. Đó, mà nó rất là bén. Ok vậy đi ha, rồi bây giờ cũng tiếp tục làm dao đi ha. Đó. Rồi bây giờ Alex phải nhìn vào đây, Alex xuất tiên ha. Cô nào gặp Alex nói khéo làm giỏi hiểu chuyện, cô nào có phước gặp Alex hả? Alex hả? Alex Alex lấy vợ rồi. Alex ăn phận rồi. Đấy, hình như vợ của Alex cũng đang coi like nha, mọi người nhớ nha, vợ Alex cũng đang coi like đó. Này các bạn thấy không? Này, các bạn đợi khô xí nha. Các bạn đợi khô xí các bạn thấy không? Bên này cũng vậy này. Đó, đợi khô xí còn cắt ra. À, còn thấy không? Có gì khó hết ha. À, nói chung thì các bạn phải ngồi cắt nhiều ha. Mình cắt một lần, hai lần đầu thì mình bị so le, dễ biết sao mình chưa có nắm kỹ. Cắt 3 4 xếp rồi cắt mấy lần, ví dụ các bạn thấy bên méo này nè, các bạn có thể tránh cái gì cũng được này ha. À, tránh cái gì cũng được này, thấy không? Cũng thẳng thấy chưa? Đó cũng là một cái kỹ thuật nữa, thấy chưa? Sát ơi là sát. Rồi ví dụ mình xong rồi mình thấy nó chưa có thẳng đại khái đi. À, ví dụ thấy này chưa có sạch sạch này ha, liên lần cái nữa, đúng không? Đó đó là cái cho nó sạch. Và khi ví dụ các bạn bỏ những cái màu, ví dụ như những cái màu mà đậm hơn xí, các bạn phải liên ở dưới này cho sạch này ha. Thay vì các bạn liên với sạch đến gì để các bạn bỏ màu trắng lên nó không bị dơ cái móng bên này. Còn đây cũng là một cái mà các bạn nên nhớ nha, khi các bạn cấp màu lên nữa. Còn thấy không? Và tiếp tục các bạn bỏ màu kia lên. À, chị Hương ơi, server kia. Server ha. Ok, server, người ta nói server là tốt đó, chứ đâu phải là server là không tốt đâu, đúng không? Đó. dụ kỳ quá không biết vừa Alex ai hết. Hôm nào phải giới thiệu nha. Thì ok, ngày mai là Alex đi lễ, rồi Alex sẽ làm live quay vợ Alex cho mọi người xem ha. À, vợ Alex cũng bình thường thôi. À, cũng là một phụ nữ rất là bình thường. À, rất là hiền. Nói chung vợ Alex hiền lắm. Nói chung là các bạn thấy Alex nói bao nhiêu coi như Alex lấy hết của vợ Alex rồi đó. Đó. hôm nay có gọi Alex nói bao nhiêu là biết Alex lấy hết của vợ rồi đó. Bây giờ anh Alex bỏ lên ha, bên này như vậy các bạn thấy không? Các bạn chỉ lần lấy cho nó hơi khô xí các bạn bỏ lên. Còn thấy cái màu đẹp quá, cái màu này màu xanh đẹp quá đúng không? Cái màu là màu LT22 nha, ai mà có cái set LT là có kim tuyến nha. Màu đỏ quá đẹp đi, chịu like đúng không? Ừ. Rồi. Bây giờ Alex đập lên nó, đập lên cho vô cái shape này ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì? Rồi cái màu ba cái màu Christmas nó nổi, các bạn thấy cái màu rất là tươi đúng không? Đó. Bây giờ cho em lịch mượn thêm một cái nữa, Alex phải canh nha cho chuẩn nha, canh cái nắng mình cho chuẩn này ha. Canh sao cho nó chuẩn, các bạn thấy không? Nó phải vô đúng cái shape này, thấy không? Nó vô đúng cái khuôn thấy chưa? Đó, rồi đến tục tiếp tục thêm cái xanh này nữa. Ta lại sẽ cắt nhọn lên. À, rồi bỏ vô cái nước nha, các bạn nhớ bỏ vô nước. À, chánh xuống nè ha. À, chánh xuống. Đó, chánh xuống. Đó, nhớ nha, bạn nào mà cắt bột á, bạn nào mà hút thuốc nhiều thì phải ra hút thuốc rồi xong cắt nha. Không cắt là bị run tay nha. Đó, các bạn cứ ngồi mà cắt mỗi ngày vậy thôi. Đó. Dễ lắm, các bạn chỉ cần lấy tờ giấy các bạn vẽ ra, thấy không? Các bạn vẽ ra, các bạn bỏ cái màu gì lên đó, hiểu không? Trong khi các bạn cắt các bạn không bị rối. Không, giống như mình cắt bỏ, mình bỏ màu màu đỏ, màu kia mà xong rồi mình ngồi, còn cái này nó lại tự suy nghĩ ra thôi. Cắt tới đâu là nghĩ tới đó thôi. Cái này thì nó cũng bình thường chứ không có gì là gọi là khó hết. Hả? Các bạn muốn mà coi mà cắt bột đẹp nữa thì coi Kevin Cao á. Ảnh là trùm cắt bột. Hả? Coi như là thánh cắt, Alex phải dùng từ thánh cắt. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái kim tuyến này nè ha. Nhìn nè ha. Đó, nói chung là Alex sẽ chia sẻ những cái basic thôi. À, còn các bạn muốn làm những cái design cắt bột đẹp hay là những cái gì đẹp hay là bông đại khái gì, các bạn phải ngồi thiết kế ra, xong rồi các bạn phải tập luyện nhiều, nói chung là phải khổ luyện rất là nhiều. À, khổ luyện rất là nhiều thì các bạn mới làm được ha. À, người ta nói đam mê không thôi, đam mê thôi cũng chưa là đủ. À, chỉ đam mê thôi là chưa đủ mà phải thực hành nhiều hơn,
mà phải thực hình là tới 80-80%, chứ không phải là cái đam mê chỉ có 20% thôi. À, các bạn thấy không? À, rất là đẹp ha, trời ơi. Rất là dễ thương đúng không? Các bạn thấy không? Shape rất là đẹp không? À, shape rất là đẹp. À, đó, thấy không? Đấy đó. Rồi bây giờ đắp đĩa không nói nhiều quá, đúng rồi. À, ông nào vậy? Ông nào vậy? Ông Romeo Teo hả? Kim Tiến phải không? À Lệt, đúng rồi. Số 10 đúng rồi. Romeo Teo ai vậy? Dễ thương quá. Rồi bây giờ dễ thương, bây giờ Alex sẽ làm thêm một cái nữa là màu xanh ha. Tại bên kia là màu đỏ rồi, bên này là màu xanh. À. À, Romeo Teo là Messi. Romeo Teo. Đó. Rồi bây giờ nè, Alex sẽ đẩy lên này ha. Các bạn nhìn này, cái màu xanh nó dẻo không? Các bạn có thấy nào cục bộ rồi bỏ lên mà nó nằm chỗ mà nó chỉnh từ từ cho mình vậy không? Nó sung sướng cả cuộc đời ha. Nắp bột mà giống như mình không có cảm giác là mình lo sợ hay là mình sợ nó chảy hay gì hết đúng không? Đó, mình cứ ngồi mình thực hiện cái điều ước giản đơn của mình đúng không? Reo meo teo. Reo meo vô mở cái bài hát điều ước giản đơn nha Lịch nghe nhé. Ừ. Rồi thấy chưa? Các bạn thấy không? Xong bây giờ lại sẽ vuốt xuống này. Thấy không? Lại sẽ vuốt xuống từ từ thôi. Đó, chập cái móng này thì móng bên kia là màu gì rồi, màu đỏ đúng không? Thì móng em này là màu xanh nha. Đó, xanh hy vọng á, lộn xanh này xanh gì em, cái gọi là gì? Xanh cây thông hả? Các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp ha, rất là dễ. Các bạn thấy không? Bột nó dư rất là nhiều này ha. Đó là một cái kỹ thuật rất là mượt, và thứ hai nữa là gì? Cái bột qua lại rất là dẻo. Các bạn nào chưa có thì có thể lên website Just Nail Order ha. Thì hôm nay các bạn order bực lẻ các bạn cũng được mấy được 20% off đại khái vậy. Dù các bạn mua các bạn đánh cái code vô ha. Có thể có off không? À. Nói chung là các bạn có question gì cứ hỏi ha. Trời ơi đẹp quá. Các bạn thích màu xanh này không? À. Các bạn bây giờ cần tới Christmas rồi ha, mình cho một bộ vậy xong về làm. Cuộc đời còn đòi hỏi gì nữa không? Rất là đẹp, up to cuticle, màu xanh má anh. Ồ, màu xanh má anh, ok. Em cái tên em đó cũng có duyên lắm ha. Em nói chuyện có duyên quá, mà xanh má anh ha. Này, các bạn thấy không? Chập nó lại sẽ là màu xanh này, các bạn thấy không? Nó khác không? Nếu bây giờ mình làm cái màu xanh nó cũng đẹp, thấy không? Chịu like đi mọi người, bắn chim nha lại đi. À lại cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Nó thiệt á, à lại làm like lại cũng... À lại các bạn cứ cảm nghĩ mà cứ nói liên tục rồi phải phân tích các bạn hiểu không? Nó cũng đau họng lắm đó. À, nhưng mà vui tại vì sao mọi người nhiệt tình vui nên mình cũng vui đó, làm cái nghề này mà đó. Rồi bây giờ này rau mã, màu xanh rau mã, đúng rồi rau mã trời đó. Một miếng cả một trưng biển màu đỏ loe loẹt, không ai chịu nổi hết á, không ai hiểu được người của người xa xứ khi đi rồi mà không nhớ về quê hương đó. Rồi bây giờ anh lại sẽ bỏ cái vô ha. Đó, cái đèn, cái đồ. Đó, thì cái đèn này mà ai muốn mua thì chập nữa inbox riêng cho Alex nha. Inbox riêng nha, tại vì đây là thử hàng chơi thôi chứ Alex không có mua nhiều. Đó, này mua Alex mua về chơi luôn này. Này, này các bạn thấy không? Đó, bỏ vô. Đó, thì Alex cho mọi người xem thử ha. Đó, cái đèn này là đèn. Cái đèn này là đèn. Các bạn đụng vô điện thoại là nó sẽ sáng ha. Nó sẽ sáng. Rồi màu là màu xanh lá cây, màu đỏ. Rồi màu này màu vàng á, Christmas á, lại cũng chịu chơi lắm, nói chung ngày xưa lại cũng xanh lùng chứ lắm, màu tím, thấy không? Bỏ lên đèn, là màu gì? Xanh lá cây, trời ơi đẹp không? Đó, rồi gặp nó các bạn đụng vô cái neo nó sáng sáng, chiu, đó là các bạn thấy được bảy sắc cầu vồng ha. Các bạn thấy Alex, có vui tính không? Đúng không? Nói chung thì cái gì cũng vậy, nói chung là mình trong cái công việc á, nó thật sự Alex nói cũng chia sẻ cái này thật sự Alex cũng rất là mệt ha, cũng làm cả ngày, các bạn cũng vậy thôi, ai cũng mệt hết, tâm lý làm business mà đúng không? Nhiều đôi khi có sai có đúng mà mình hiểu chuyện á, ví dụ mình tới cái người cái sai mà người ta đang mệt nữa mà đúng ý người ta sai, mình tới mình nói tất nhiên sẽ có chuyện thôi. Đó, nên tìm cách nào để mình làm cho mọi người vui thôi. Rồi bây giờ Alex sẽ dụa cho mọi người xem nha. Trời, bắn thêm gia lịch quá trời còn xuất sắc hả? Cái này là mới ok thôi em. Mình tại vì Alex nghĩ Alex xuất sắc rồi, Alex nghĩ Alex chưa bao giờ thành công nữa ha. Đó, nên làm cái gì như vậy? Đó, mình phải try to the best ha.
try to the best có nghĩa là mình sẽ cố gắng thật là nhiều á, mình có thể làm hết những gì mình có thể á, tại vì mình nghĩ mình giỏi rồi là mình chỉ có ở vậy đó thôi. Rồi à, bên này cũng vậy ha, chờ cái màu này, cái màu này chắc nãy giờ mọi người xanh lùng đúng không, ai mà chưa có cái màu này lên order nha. Hello Fairy, đó, cái màu nhỏ này, à, lại có hai loại, một loại bự, một loại nhỏ, thì các bạn có thể order Come On Baby, à, lại đặt mấy cái tên hay lắm, đó, Hello Fairy, còn bên là Come On Baby ha, rất là tên rất là hay, đó. Đẹp xuất sắc, hai Nguyễn Tấn nha, khỏe không? Ừ. À, bạn nào ở Việt Nam mà coi like của Alex nhiều mà đã làm nail khá rồi, giờ ta cho Alex được không? Các bạn có muốn Alex về Việt Nam mở lớp không? Ừ. Các bạn có muốn Alex về Việt Nam mở lớp không? Ừ. Tại vì năm kia Alex chỉ có về Alex mở lớp mini thôi, có nghĩa là cái lớp nó chỉ có Alex với Jimmy thôi. Alex không có về nguyên cả cái group của Alex, tại vì mỗi lần Alex về cái group á, là nó có nguyên cái hệ thống máy móc đầy đủ, nó sẽ rất là professional á. Rồi bây giờ này ha, Alex sẽ bỏ dũa sơ, các bạn thấy không? Các bạn thấy Alex chỉ dũa vài cái thôi nó đã ra không? Tại vì khi trong mà Alex design, Alex đã cố tình đó là phải giữ xếp rồi ha, bên này cũng vậy. Có sợ cái gì bây giờ Alex sẽ dũa ra cho mọi người xem thử ha. Đó, thì bây giờ cái này nó cũng là một cái bài toán, giống như là một là hên mà hai coi như là trạch. Đó. Màu đó hết rồi hả? Ừ. Còn thấy không? Con dũa ra nha. Nhìn này, nó sẽ ra cái snowflake ha. Đó, con thấy không? Ừ. Trời ơi. Còn hình láo, đẹp không? Ôi trao ôi. Đó, nếu mà lại có cái cục silicon nó là lại cắt ra nó đẹp, các con thấy không? Đó, là lại mất cái cục nó rồi, nó lại cắt nó ra, nó bị đôi khi nó bị chảy cái bột đi. Nó lại cũng hơi buồn, đó, hơi buồn cái nó mất cái cục nữa ha, nhưng mà cũng không đến nổi đúng không? Ở đâu có loại thêm thằng bên này nữa này. Đó, ta lại sẽ cho vô hoặc chặt nó, lại sẽ bỏ cái hột đá ở đây ha. Đó. Sorry em. Bột nó bay lên. Đẹp vô hụ. Ui giời Danny. Đẹp vô hụ. Đó thì chặt nó các bạn, ngày mai các bạn có thử cái chiêu qua lệch á thì các bạn cắt ra rất là đều, các bạn thấy không? Nếu các bạn thử cái này các bạn cắt ra rất là đều. Đó, nhưng mà lại cắt cái cục nó rồi ha. Thì các bạn muốn mua cái cục nó là giống như cái cục mà các bạn lấy buộc các bạn bỏ vô cái hình trái tim là nó bỏ vô xong nó khô á. Thì Alex không biết cái cục có tên gì. Em bấm cái cục nó, em vô Amazon bấm giùm anh được không? À, giống như eBay Amazon đó. Alex không biết cái cục có tên gì, Alex quên là lâu quá rồi. Ha, cho Alex xấy bên này. Này. Các bạn xấy cái cẩn thận nha, có hư cái đèn nha, tại có cái đèn nha, mạch đèn như này này ha. Mạch điện á, tại chập nó sẽ sáng lên. Đó, thấy không? Nói chung là mấy cái nail này là custom đó. Thì nói chung custom á thì Alex cũng hay nói đến like á là nó phải đòi hỏi thời gian rất là nhiều á. Không có gì mà mình làm được hết, nói chung mình thất tham thôi. Đó. Mà bên này cũng vậy, các bạn bắn team Alex quá trời luôn. Ủa giờ không thể thêm chat nữa. I want to buy. À, Tina muốn mua cái gì vậy Tina? Tina muốn mua gì vậy? Tina muốn mua gì vậy? Nói lại nghe coi. Đó. Đó các bạn thấy không? Xong Alex sẽ gọt bên này cái này ha. Gọt bên này cái sao hết, gọt vô. Gọt vô ha, các bạn cứ ép vô đi cho nó xếp sát vô. Bỏ bên này sao cứ bỏ ra lại cũng sao hết, thấy không? Ép vô. Bên này ép vô. Đó còn thấy không? Ép nó vô ha. Bên này vậy ép nó vô. Nó có hai cách để làm. Một cái thứ nhất á là ví dụ như các bạn cắt mà ví dụ trong cái quá trình mà các bạn bỏ vô mà ví dụ không cái khuôn của bạn mà bị mất sấp á thì các bạn có thể chơi hai chiêu. Thứ nhất á là các bạn có thể lấy cắt lại thêm một lần nữa, hoặc các bạn thể chấn ở đây nha. Các bạn chấn ở đây các bạn bỏ bột quay lên lại đúng không, các bạn bỏ bột đỏ lên lại lên đây ví dụ như Alex sửa đúng không, thì Alex có thể chơi kiểu này. Đó, ví dụ như trong cái quá trình mình bỏ mà cái tay mình có đụng á, nó bị mất sấp á thì các bạn có thể làm kiểu này. Nó có nhiều cách để sửa lắm, thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người ha. So you guys can fix right here because I see the powder. Kim tuyến đó hả? Ok. Alex sẽ cắt ở đây một cái này ha, cắt cho nó ra luôn. À, cắt cho nó ra nứt luôn đi. Đó. Cắt ở đây ha. À, cắt cái con thấy không? Cắt ở đây. À, cắt luôn, cắt các bạn cắt xuống sao hết được á. Cắt xuống đúng không?
Rồi các bạn bỏ cái cục đỏ lên một xí, đúng không? Đây là cái cách các bạn sửa. À, ví dụ như các bạn mà bỏ vô cái tay các bạn có lỡ đụng mà nó hư cái bông á, nhưng mà các bạn sửa. Còn không nữa thì các bạn lấy bột chạy lại ha, này các bạn bỏ vô đây. Ha. Đó. Nó có nhiều cách để làm lắm. Nói chung là cái này Alex bị mess up là không có cái cục nữa. Alex làm nó bị mess up xí. À, thì cái gì nó cũng thực tế ha, mình nói chung cái gì mình làm được mình nói được, rồi xong rồi mình nói không. Các bạn thấy không? Nè, bị mất thấy chưa? Không còn nữa thấy chưa các bạn thấy không? Nó đã bị mất cái thằng đó rồi đó. Đó, rồi các bạn có thể dũa xuống đây một cái xong các bạn bỏ thêm xíu quay nữa cũng sao ha. Đó là cái gọi là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Đấy, người ta hay nói câu đó, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối ha. Có nghĩa là mình khi mình bấm enter cái hình lên Google hay là lên website rồi là hết. Nhưng mà behind đó là các bạn phải làm sao, các bạn phải lấy cái này lắp cái kia hay là các bạn phải sửa sao cho nó chuẩn hơn. Khi các bạn làm xong các bạn bỏ lên ha. Đó. À, Kim Tuyến, ok, Nina khỏe không Nina? Yes, I have to work, you know. Because like bên này như vậy ha, là sẽ dũa sơ qua một cái nữa là xong. Nè, em nó hài lòng nha ha. Em buồn ngủ chưa? Buồn ngủ chưa ha? Nghe anh nói buồn ngủ hả? Em nghe em cũng buồn ngủ luôn hả? À. Mọi người buồn ngủ chưa? Mọi người có thể bấm share video Alex được không? Thank you mọi người rất là nhiều nha. À. Mọi người bấm share bánh sim nhiều vô là tự động Alex hết buồn ngủ rồi. À. Em thấy không? Ừ. Bên này như vậy. À. Chảy vô. Bên này chảy vô. Rồi cái này là cái cuối cùng nha. Bây giờ Alex sẽ pitch cho này, các bạn nhìn nha, chép sẽ đi đều hết nha. Các bạn sẽ dũa trên này trước. Các bạn thấy không? Bởi tại sao mà khi Alex nói đắp á, các bạn đắp cái bột màu lên trước, xong cái màu đỏ lên một mỏng trước đã rồi các bạn mới bỏ cái màu, các bạn mới bỏ cái màu đỏ tiếp theo, các bạn bỏ cái bông lên ha. Thì các bạn dũa vô này nó đều rồi nha. Dũa vô. Dũa vô. Đó, nếu mà cái móng này thành cóp mình á là cái bông nó ra rất là đẹp. Biết sao nó đủ cái độ rộng dài hai bên đúng không? Đó, nó tùy cơ ứng biến. Đó, nếu mà nó đủ hai bên. Đó. Bắt Alex khỏi buồn ngủ, bắt Alex khỏi buồn ngủ hả? Ok. Mọi người coi like Alex, mọi người có dễ hiểu không? Dễ học đúng không? Có học dễ không? Nếu mà trong cái like Alex có gì cái sai sót hay là cái gì mà khó thì các bạn có thể cho Alex cái nhắn tin riêng ha, Alex inbox riêng là Alex ơi Alex sao đó hay là đó, các bạn có thể nhắn tin riêng cho Alex ha. Thì đó cũng là một cái hay, tại sao đôi khi các bạn có nhiều cái trong cái công việc các bạn, nếu mà các bạn có gì cái thắc mắc mà nhiều cái các bạn không có thể nói ra được thì đôi khi các bạn có thể chia sẻ với Alex, thì nói chung Alex cũng có thể góp ý hay là Alex cũng có thể đem lên cái like, Alex cũng chia sẻ cho mọi người về những cái gì nó đúng đó, về những cái gì mà nó thực tế đó, thì đó cũng là một cái hay. Giống như tại vì có thể là Alex đang dự tính á, thì Alex sẽ mở một cái showroom, thì sau này Alex sẽ, tại vì về Cali rồi Alex có cái cơ hội nhiều hơn, thì Alex tính sẽ làm một cái studio riêng. Thì mỗi thứ bảy hoặc thứ sáu Alex sẽ, bên công ty Just Nail Alex sẽ có người lên làm studio và sẽ có những cái question các bạn gửi vô hay là về những cái design, thì Alex hy vọng các bạn cứ question vô ha, thì Alex sẽ làm live cái studio đó. Alex đang cố gắng sắp một cái studio của Alex rồi đó, thì nó có đủ máy móc đầy đủ hết đó, thì tại vì bên đây nó có nhiều cái cơ hội cho Alex nên là sẽ cố gắng, tại vì đó cũng là một cái hay. Vì sao? Tại có nhiều bạn question về những cái nail, về cái gì đó, thì Alex sẽ làm một cái chương trình như vậy 45 phút một tuần, thì nó cũng rất là hay cho mọi người ha. Đó, thì các bạn có thể dễ hiểu và các bạn có thể nhìn thấy được Alex luôn ha. Khi Alex like, Alex sẽ cho các bạn thấy mặt luôn. Đó, mỗi lần like Alex sẽ ấn makeup lên, makeup cho nó dễ thương lên ha. Bên ảnh vậy. Đó các bạn thấy không, dũa thẳng ra vô xếp ha, bây giờ là sẽ dũa vô cho nó đẹp ha, điều vô các bạn thấy không, điều vô rồi, bên này cái này nhẹ thôi nha. Đó thấy không, đó đó, tại ngày xưa lại có làm bên Yuma một lần rồi, nhưng mà bên đó tại vì quá busy đi, tại vì ngày xưa lại có tiệm nail, Alex có tiệm nail nên Alex không có thời gian để làm cho mọi người. Với thứ hai nữa là chị Justin Lâm là chị ở bên Cali, nên mỗi làm show thiếu chị này, nói chung thì
nó cũng làm cho cái show này nó mất đi giống như một thành viên trong cái nhóm. Nên về đây rồi á, làm được làm việc chung với nhau, cả Jimmy, Alex cũng mọi người được làm việc chung với nhau trong công ty. Nên nó có nhiều cái chương trình và cũng giống như là mỗi làm show được ngồi chung với nhau ha, để có nó dễ hơn cho mọi người. Tại vì đôi khi làm live Alex làm cũng được, mà có nhiều người request Jimmy hay request Alex hay request request chị Trúc Lâm ha, ví dụ vậy thì nó cũng nó Alex cũng có đủ người, nó cũng nó sẽ làm cho cái live của mình đại khái như nó mất đi cái sự đại khái như là cái question về những khách hàng hỏi á. Đó, nên qua đây nó có cơ hội rất là nhiều. Thì Alex đang cố gắng Alex sắp xếp một cái studio riêng của Alex. Đó, kia Alex sẽ dọn qua một cái warehouse lớn hơn nữa. Đó. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ dụ mỏng con heo, dụ mỏng ra. Đó. Đó, những bạn nào mà muốn học nghề đại khái như muốn có công việc á, thì Alex cũng muốn chia sẻ như này, những bạn nào mà thì chủ thịt neo nào mà có tiệm, ví dụ muốn kiếm thợ thì có thể nhắn tin nha Alex riêng, rồi Alex có thể lấy những cái tên information tiệm thì Alex share lên Facebook của Alex cho, không rồi có thể mình giúp nhau để mình tìm thợ, nó cũng là cái hay. Tại vì cũng đôi khi á, mình nghĩ mình share, mình chỉ bỏ lên báo neo thôi hay là neo Việt thôi. Neo Việt là một cái, nó neo Việt for là cái nó ở trên Google nha, không phải trong group nha. Đó, nhưng mà nó cũng đôi khi ít người truy cập lắm, nhưng mà bây giờ Facebook ai cũng truy cập nhiều. Thì những bạn nào mà tìm thợ hay là tìm neo đại khái gì, các bạn có thể gửi cho Justin, gửi cho Alex ai gì thì mình có thể giúp mình share dùm cho, nó cũng rất là hay. Tại đôi khi mình cũng giúp được mọi người có cái công việc đó, mình cũng vui ha. Tại vì sao, Alex cũng là đi dạy, với thứ hai Alex cũng có connect rất là nhiều, thì Alex sẽ giúp cho mọi người. Đó. Em đang cần hả? Ok, thì nếu mà có duyên á thì Alex sẽ cố gắng tìm kiếm tìm neo ha. Rồi cái gì Alex sẽ Alex cũng dự tính tìm cái tìm neo, Alex cũng cố gắng training rồi giúp cho những bạn có công việc ha, thì Alex cũng cố gắng, để Alex đang dự tính, nhưng mà bây giờ Alex rất là busy quá nên là chưa có time để về nghĩ về điều đó ha. Đó. Alex muốn cho một cái công việc ở đâu nó ổn định trước đã, rồi sau đó Alex sẽ làm cho cái schedule riêng ha. Đó. Ừ. Đó, còn thấy không? Đó, xong rồi ha. Đó. Đó. Coi như là customer của Alex nãy giờ là ngủ gục lên gục xuống đó, đau khổ lắm. Ngủ nha em. Ừ. À, chưa ngủ mà cứ nói tới là cười như nhịn lắm. Ui cao quý, cú tá nhìn nhanh quá đi nha. Bên này như vậy ha, là sẽ dũa vô cho nó đẹp ha. Tính ơi. Đó. Thì những bạn nào tại vì Alex biết đó, cũng có nhiều người ở những tiểu bang xa, đôi khi cũng tìm thợ rất là nhiều, thì Alex biết cũng có nhiều thợ thì họ thích đi xuyên bang, có nhiều thợ thì họ thích ở Cali, thì mình đâu có biết được, đôi khi mình share là mình có duyên nữa, tại vì Alex thật sự Alex nói cũng có duyên, đúng không, cái gì nó cũng có cái duyên hết. Nhưng đôi khi Alex cứ nghĩ bình thường, Alex cũng nằm mình suy nghĩ, tự nhiên mình không biết, tự nhiên mình đi dạy, tự nhiên mình làm thầy nó thấy cũng mắc cười lắm, nhưng mà Alex nghĩ đó là một cái duyên. Tự nhiên lên mạng là biết mọi người, tự nhiên gặp ở ngoài đi ăn đi uống, nó cũng là một cái duyên. Nên cái mà mình chia sẻ với nhau, Alex nghĩ nó sẽ là một cái mà nền tảng rất là lớn, mà có cái sự giống như là mình connect rất là nhiều đó. Đó thì Alex hy vọng những bạn nào mà tìm thợ tìm neo hay là tìm việc cũng cố gắng share ha. Thì mình thấy cái công việc đó, hay là mình thấy, ví dụ như mình phát cái bài lên, tìm thợ neo ở vùng Chicago, mà các bạn nào thấy mình ở Chicago thì mình cũng share. Thì đôi khi mình đâu có biết được đâu, mình có việc nhưng mà bạn mình không có việc, đúng không? Mình share thì bạn mình cũng có việc, thì mình cũng vui, đúng không? Tự nhiên mình thấy cái người ta phát cho mình share, đúng không? Thì nó cũng là một cái tốt chứ không phải là cái gì hết. Nên là Lịch nghĩ đó là một cái hay. Rồi giúp nhau thôi. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cho mọi người xem ha. Tại vì Alex cũng cảm nhận được nhiều, tại vì giống như ba Alex chị cũng tuổi cũng lớn rồi ha, nhưng mà ba cũng muốn đi làm, thì nói chung Alex cũng may mắn là Alex có cái công ty rồi đưa ba vô làm ha, thì Alex cũng cảm nhận được điều đó. Nên những người có những người họ lớn tuổi, đôi khi Alex biết nó không giống như người trẻ được, nhưng mà các bạn cũng biết là họ có được cái việc họ cũng vui lắm. Thì Alex cảm nhận được điều đó. Nên bên này Alex cũng làm mấy cái custom này này. Mấy cái này các bạn thấy không? Đôi khi mình mua về rồi thật sự cái này Alex cũng không muốn bán, tại vì nó cũng rẻ lắm. Nhiều lắm, nhiều nơi lắm, hiểu không? Nhưng mà Alex cũng muốn lấy về để làm gì?
mình cho ba mình làm cho có cái việc cho nó thoai thỏa, hay là mình có những người lớn tuổi á, à, cũng đưa vô cho họ làm, thấy không, cho họ làm để làm gì, cho họ có cái việc làm nữa mình cũng vui á, nó bớt đi buồn đi á, nó cũng rất là hay. Rồi bây giờ này Alex vỏ cái treo lên ha, đó, tại vì mình nghĩ một ngày mình già là mình cũng như vậy thôi, à, nên Alex nghĩ cái gì đi thì mình giúp được gì mình cứ giúp, à, rồi bên cái này cũng vậy ha, các bạn nhìn ha, Alex sẽ bỏ lên, vào cái màu đẹp quá, ha, còn Alex sẽ quốc bên này một cái nữa, bên này một cái nữa, à, thả thêm quá trời ha, ok thank you nha, thả thêm quá trời luôn, túi này nhẹ Alex ngủ cũng được, Alex ngủ cũng được là Alex nhớ đó, nhớ là Alex gọi đó. Rồi Alex sẽ lấy cái design ha, cái design đâu rồi, đây, quá trời design luôn, chụp Alex cho mọi người coi design của Alex nha, quá trời luôn, à. Rồi các bạn thấy không, rồi bây giờ này, đó, Alex cũng bỏ cái cột này lên ha, bỏ thằng này lên, bạn thấy không, rất là đẹp. Giống người ta nói hồi nãy Alex đang cố tình tại sao Alex không có sửa cái này, tại vì Alex nãy Alex cũng bị mess up cái chỗ đó, là Alex để cái tay vô bị đụng cái tay đi đúng không, thì bây giờ mình bỏ cái neo lên mình cũng che đi rồi, cũng thấy nữa các bạn thấy không, đó cũng là một cái nghệ thuật gọi là gì, là ánh trăng lừa dối. người ta hỏi là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối không đó, thì biết vì khi mà mình biết là mình đã bỏ cái design đó rồi là mình biết ở chập này mình cũng sẽ có sửa thôi, thấy không, nên không có gì hết, còn thấy không, à đó là đẹp, ôi trời ơi đẹp không. Rồi bỏ vô đèn ha, đi cho nhẹ cho em, đi nhẹ thôi, đúng rồi, rồi đó, thả thêm cho lại bớt buồn ngủ. Cái gì là một bộ, oh, anh chị hả, ok anh chị, cái nào Alex làm cho anh chị nha, ừ, anh chị khó chịu quá, à. Tamili, thank you Tamili ha, à, các bạn thấy chưa, rất là đẹp không, à, rất là đẹp ha. Rồi bây giờ đến tiếp tục là cái này là cũng cái rất là dễ này ha, à. Nói chung là trong cái design diễn nghĩa mình thấy nó sao sao, mình thiết kế sao cho nó đẹp ha, thì nói chung á, cái bộ nail này á, thì Alex làm supply nên Alex cũng cố gắng làm sao để custom cho nó cũng đừng có nhiều quá, và nhìn nó cũng được cho được nhìn nail cho được cái mắt nhìn cho nó được xí, chứ không phải là mình bán supply là mình muốn bỏ gì lên mình bỏ đúng không, à, nhưng mà Alex cố tình cố gắng làm sao sắp xếp cái bố cục sao cho nó phù hợp xí, à, thường thường á, thì nếu mà Alex làm thì Alex cũng gắn nhiều đâu, nhưng mà luôn tiện Alex làm nhiều đến gì để cũng có nhiều chỉ mua supply thôi. Alex ơi, Alex làm like, Alex cô Alex Alex hết chị làm design nữa, chỉ cho chị luôn đi. Nào lại cũng nói chung là cũng làm một công hai chuyện luôn, đó mình giúp cho người ta luôn. Đó, thì đôi khi cũng có nhiều người có nhiều chị mà chưa coi được like thì cố gắng vô coi cái like của em nha, hoặc lên YouTube á, YouTube cũng nhiều lắm. Đó, rồi bây giờ này Alex sẽ bỏ cái hộp bự đi nha. Cho Alex coi cái nó được không? Thắt nước quá. À, mệt quá rồi. Bây giờ mệt quá. Thở Alex thở rồi. Này. Còn thấy không? Xong rồi đếm cái cục nhỏ hơn ha. Ừ, để đến cái cục nhỏ hơn nữa. Trời ơi đẹp quá không phải mọi người. Cái này là cái quá đẹp luôn. Cái này là bên hột xoàn mà đá Swarovski của Alex nha. Cái hộp này là cái hộp đá này nha. Bạn nào mà chưa có hộp đá này có thể lên mua ha. Rồi tiếp tục đến mấy hột nhỏ ha. Hột nhỏ thì Alex sẽ xài cái thằng nhỏ hơn. Cute nhí nhảnh hơn ha. Mọi người thích không? Mọi người thích không? Mọi người thích đúng không? À, nói chung cái gì cũng vậy á, mình làm nhiều mình giỏi chứ không có gì hết. À, cái thứ hai nữa trong cái ngành nail này á, những bạn mới vô nghề á, cái nào lại cũng chia sẻ thật xin luôn, mình đừng bao giờ tự ái hết đúng không, mình tự ái là mình sẽ không làm được cái gì hết á, nói chung cho dù mình có giỏi nữa mà mình đã làm business nữa mình cũng sẽ không có thợ nào làm với việc với mình được hết, tại vì mình tự ái là mình thua. À, nên cố gắng ha. Rồi rồi con bỏ vô đèn nha, bỏ vô đèn, just like for me please, ok. App và fan có sướng hơn có YouTube. Ờ ok app fan ha. Ok vậy ha, thank you Hồng Nguyễn nha. Alex cũng biết Alex cho Alex hỏi Hồng Nguyễn ở đâu vậy. Ừ, cũng dễ thương quá ha. Rồi. Các bạn thấy không? Các bạn bỏ cho đàn các bạn scan một xí xong các bạn lấy ra liền nha. Tại vì sao các bạn không cần phải để nhiều. Còn các bạn thấy bộ nail này quá đẹp luôn. Trời ơi, bỏ cái này lên nữa, trời ơi. Đẹp tuyệt vời, không có thể chịu nổi được. Không ai hiểu được nỗi lòng của người xa xứ khi đi rồi mà không nhớ về quê hương. Đó, rồi tiếp tục cái đi hí, ai bỏ lên hí,
Rồi. Cái này là keo à, cái này là keo gắn đá nha. Là các bạn phải build cho nó dày lên xí nha, khi các bạn gắn cái cục bự là các bạn phải build cho nó dày lên xí. Đó. Tại các bạn cứ nhớ tới ông Alet á, nói gắn dày xí để như cho nó khỏi chắc. Này các bạn cứ quấn vậy này, các bạn quấn vậy, các bạn bỏ lên nha, các bạn thấy không? Các bạn lấy ra các bạn quấn gì các bạn không có quấn là nó chảy tùm lum tùm la hết nha. À, nói chung là mỗi người nó mỗi cái tính nữa nên là cũng đôi khi là cũng có trách được, nhưng mà mình cho nó gọn gàng xí à, đừng có cho nó lùm thùm quá là được rồi. Rồi tiếp tục anh sẽ bỏ cục đá lên. Cái màu nó tối vậy, sao sẽ nhìn cái line anh vừa nó tối dữ ta. Rồi bây giờ tiếp tục anh sẽ bỏ cái màu lên nha. À, các bạn mọi người thích không? Sau là sẽ bỏ nhẹ này ha, là sẽ bỏ nhẹ xuống, kéo xuống từ từ thôi. Ui chào ơi. Ui chào ơi, dễ thương quá hí. Mọi người có thích màu này không? Màu này là màu chỉ rau mạ gì đó. Cái bàn này mới nói rau mạ gì đó. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ cục này lên hí. Anh sẽ bỏ lên đấy. Một cục hí. Ui chào ơi, màu này hợp với cái màu này hí. Ui chào ơi. Dĩ mà sao mà chịu nổi. Không ai hiểu. Nên gì hí. Bỏ lên. Ôi chào ơi, đẹp quá mọi người hí. Cái đá đẹp quá mọi người hí. Cả ngày cái hoa anh biết nè. Ồ, rồi bên này một cái nữa. Bên này một cái nữa. Đó. Đó. Các bạn sẽ đẩy lên ha. Đây là sẽ đẩy lên. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục mình sẽ làm thêm một cái design này hí. Rồi tiếp tục mình lắc qua lắc dê các thứ nó chuẩn chưa. Đó. Rồi các bạn làm cái bộ néo đi thôi là các bạn thấy lấy tiền sướng tay lắm. Sướng tay lắm. Ôi trời ơi, gắn lên nữa. Ôi chào ơi, đẹp quá hí. Đó, cái mấy cái này là nó nhiều trên website Alet đấy nha. Bạn nào mà thích có thể link website Alet order nha. Đó, thì bây giờ bên Alet có rất là nhiều custom nail design ha. Bây giờ Alet sẽ bỏ cái ngón này khác, cái ngón bên kia xí. Ôi chào ơi, anh dễ thương quá hí. Rồi, bỏ vô. Đó, thế như là cô bạn Alet là coi như về Việt Nam vui vẻ hí. Đó, đẹp quá đẹp luôn. Bỏ lên cái nữa, đẩy qua cái hí. Từ bắt đầu tự nhiên bị nhiễm lắm, cứ nói hí hoa anh biết nè. Rồi, đẩy qua. Ôi chào ơi, để cho đèn. Thank you, NC hí. Chú chó đẹp quá, ui trời. Dễ thương ha. Ui, các bạn nghe Lệt nói xong các bạn có thấy mệt không? Các bạn cảm nhận được hí. Các bạn cảm nhận, ui cái thằng ông Lệt nói chứ mà nói dự tờn dự tạc rồi cũng biết nữa. Không biết mệt đây, biết mệt chứ, đáng biết mệt được người mà. À, xong rồi ai mà quái thắm Alet á, Alet sẽ cắn cái hột nhuận nhìn ra bên đi này, đẹp lắm. Trời ơi, bỏ lên là chỉ có trông yếu trông thương thôi. Đó, bỏ vô đây hí, rồi. Xong rồi ha, rồi tiếp tục nữa Alet sẽ làm thêm một cái nữa là kim tuyến. Úi trời, hôm nay ai thích kim tuyến đâu, ai làm mau đi đây. Alex nói nhiều quá uống được nha. Ok, thank you Andy. Uống được hả? Ok, em sẽ uống được nhiều. Chắc tụi này về cũng phải ăn mì tôm nhiều nữa. Ăn mì tôm nhiều nữa. Để em chi để cắt được nhiều để uống. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái kim tuyến này nè. Còn nhìn nó có đẹp không nha. Trời ơi, cái màu kim tuyến này nè. Ai mà có cái màu này nhớ cái màu này màu honey nha. Ui chà, Alex mới bỏ có một chấm lên thôi là đã thấy nó đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Ui chào ui. Ôi chào ôi, đẹp quá đi. Ôi nhau cái tuyến này nó giống như bạch kim vậy đó. Đó. Ôi chào ôi, mọi người thấy không? Đẹp, đẹp quá cho đẹp chứ. Bên hình cái. Rồi. Uống được đừng uống vô ao ao hả? Ok, cảm ơn hí. Rồi xong rồi, à, lịch đáp kinh tuyến xong rồi đúng không? Thì cái này các bạn nhớ là cái foil đúng không? Các bạn thấy nó ra đẹp không? Nó tan ra rất là đẹp ha. À, nó vô bột nó cháy này ha. Xong rồi Alex sẽ bỏ úp cái tay lại cho Alex ngược đây. Các bạn thấy cái màu này Alex sẽ bắt úp ngược trên đây này. Các bạn sẽ bỏ thấp cốt dưới cho Alex luôn. Cho nó hiện cái kim tuyến lên. Cái thằng bên này cũng vậy nha. Bỏ lên đây cho nó hiện kim tuyến lên. Rồi xong. Rồi bỏ đèn cho Alex đi. Ok, hôm nay là cái like của Alex vậy là xong rồi ha. Thì nói chung qua những cái like video thì Alex hy vọng mọi người có trong set 12 màu không Alex. 12 màu là màu nào anh trai? Kim tuyến lớn hay kim tuyến nhỏ, nếu mà anh vô lục cái chữ mà hello phế đi nha, nhớ cái chữ này nha. Tại vì thật sự Alex nói các bạn á, cái này cứ mua hết kim tuyến qua Alex đi. Tại sao Alex nói cái này cũng thật sự thôi,
các bạn để ý Alex bán kinh tuyến, tại sao Alex không có bán nhiều màu gì? Tại thật sự Alex nói những cái đó nó không có làm nhiều, mà mua về Alex cũng lưu mánh nì, mà các bạn cũng lưu mánh nì nữa, biết sao? Mình mua về đâu có làm nhiều đúng không? Bởi vì Alex chỉ kiếm những cái màu đẹp nhất thôi Alex bán. Tại vì sao? Cái này là tại vì Alex đã làm qua business qua, có nghĩa là Alex đã có tiệm nail và Alex đã làm thiết kế rất là nhiều, Alex biết khách thích rất là nhiều, Alex mới bán. Còn Alex không muốn lấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tắc kè gì chứ không, về đâu có ai xài đâu. Rồi mình cho khách mình mua, mua về khách đâu có xài, xong rồi uổng lắm, uổng phí tiền lắm. Thì Alex nói thật sự là vậy. Còn bạn nào mà thích kim tuyến thì Alex cũng biết, có thể lên order, hoặc là tại vì sau này Alex cũng thể có Alex ra những cái màu nào mà đẹp nhất thôi, chứ Alex không có lấy nhiều. Nước comment. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ cái dầu lên ha. Cái dầu lên để làm gì? Để cho nó đẹp ha. Trời, cái này nhìn nó lạ quá mọi người. Cái này nhìn nó lạ quá. Cái này là giống như Christmas mà rơi trong bóng đêm á. Trời ơi, tay này mà thiệt á, em thiệt á, em mà em có dần nái mà hay là hơn nái thì em cũng đừng độ thưa anh nhá. Anh là thiệt. Ôi trời ơi. Các bạn thấy không? Xong Alex sẽ mà sáng mà xì làm chi cho đẹp đó. Hồi nãy Alex tính là làm ông già Noel cho mọi người xem nữa, nhưng mà khuya quá rồi, với lại thế này Alex ham nói chuyện cho mọi người quá, Alex bỏ cái kim tuyến là lên nè, lấy cái ông già cho anh em coi nè, anh giả cho mọi người xem coi. Alex tính làm ông già Noel 3D cho mọi người xem nữa, nhưng mà Alex busy quá. Đây này, Alex tính làm cái này này, cái này là của Smile làm năm kia đó, khoảng thấy ông già Noel đập chai dễ thương không. Alex tính làm cái này này, có môi, trái tim này này. Cái này là Alex làm từ năm 2000 này. Alex chưa có cái phiếu qua Alex này, cái Instagram nó lâu rồi. Cái này là của Smile làm. Alex làm nữa mà nó khuya quá rồi nên là mọi người thông cảm nha. Coi như là học hỏi như. Rồi bây giờ em đi qua đây anh chụp hình nha. Mời chào ơi. Mọi người đợi Alex chỉ nha, Alex chỉ cho mọi người cách chụp hình. Em lên ghép kéo ghế rồi. Mọi người muốn coi Alex chụp hình không? Alex cho mọi người coi hí. Mọi người bắn tim Alex đi. Rồi. Mọi người nhìn nha, đây là Alex sử dụng cái đèn này nha. Các bạn phải lên mua cái đèn này này. Qua YouTube gì đó, đó cho mọi người xem đó, lên mua cái đèn đó. Cái đèn này hình như gần tới 300 bạc là nó mới sáng được như vậy nha. Các bạn thấy không? Nó phải sáng vậy các bạn chụp hình nó mới đẹp. Đó, coi như chỉ cho hết luôn rồi đó. Đó. Xong rồi các bạn phải bỏ cái nail ra này, các bạn nhìn nha. Các bạn sẽ xoay cái đèn tại cái bàn này Alex cũng hơi dơ xí thằng hôm nay coaster nhiều quá. Các bạn thấy không? Các bạn bỏ cái đèn vô. Này, em bỏ thẳng nhanh ha. Rồi. Này, để xuống để cho nằm xuống, đúng rồi. Rồi để về cho Alex nha. Rồi. Đúng rồi. Sau cho con thấy không? Rồi cái nail này em để cho gì như Alex nè. Cái nail chưa bỏ dầu, để Alex xí coi. Em cầm cái đèn cái máy nha. Đừng bấm nút nha. Rồi. Rồi mọi người đợi nha. Rồi Alex sẽ cho các bạn coi cái này nha. Rồi, bỏ cái tay cho anh mượn nè. Này Alex sẽ bỏ dầu lên lại xí nha, bỏ dầu lên mấy ngón này. Đó. Cho em nó da nó sạch sẽ, chập nữa là em ra nó da em nó mềm mại. Đó, anh nào lịch anh ác đó, anh không bỏ dầu cho em làm da em khô quá. Đó, anh sẽ bỏ dầu chưa ha. Đó, các bạn thấy không? Rồi các bạn bỏ vô ha, các bạn bỏ vô cái đèn này ha. Các bạn thấy không? Rồi các bạn phải bỏ cái tay cho nó xuôi vô. Các bạn phải dùng một cái thước, ví dụ có nhiều người có cái tay nó méo quá. Đúng không? Nó méo quá các bạn phải chơi chiêu. Các bạn phải bỏ cái thước như này, các bạn phải để cho nó xéo như này. Các bạn phải gập kia nó gập vô cái thước này, bỏ tay vô hết trên coi. Bỏ tay vô đụng vô bằng nhau luôn đâu. Em thả lỏng như này. Đúng rồi, thẳng hết rồi đó. Rồi bỏ tay vô. Đúng rồi, các bạn thấy không? Nó bằng hết nhau hết chưa? Các bạn lấy ra. Các bạn thấy không? Nó bằng nhau thấy hết chưa? Rồi các bạn mới xoay cái đèn xuống nè. Các bạn phải để cái đèn đúng kiểu nha. Này anh sẽ lấy cho coi. Rồi. Anh sẽ vặn lên, các bạn thấy không? Bắt đầu Alex mới bỏ cái đèn vô này. Bỏ vô cho nó dọi vô cái đèn cái nail, các bạn thấy không? Thì nó mới sáng được. Đó, ví dụ như Alex lấy cái nail đúng không? Alex bỏ vô.
Bây giờ các bạn phải bỏ vô, các bạn gấp cái tay lại cho anh này, gấp cái tay lại này để vậy này, đúng rồi, các bạn bỏ vô đúng không, các bạn làm sao cho nó mềm mại, các bạn chụp hình cái ha. Còn thứ hai nữa là các bạn sẽ bỏ vô cái này, cái neo ở đây, còn xếp mấy ngón tay vô đúng không, xếp như vậy rồi xong bỏ cái tay vô cho anh coi, còn thấy không, rồi các bạn gấp vô, các bạn nhớ gấp là đừng có để cái neo nó qua bên này đúng không, nó phải để vô cái giữa này này ha, rồi cho cái tay nó êm xuống, em xuống, em xuống rồi em chống, rồi các bạn giữ mấy cái ngón này xuống, giữ xuống thấy chưa, nó đều hết, rồi giữ cái thằng này vô, rồi cái thằng này vô nữa, các bạn thấy không đó, bắt đầu các bạn mới chụp hình, các bạn mới xoay cái neo này, các bạn mới nhìn thấy Alex làm kiểu nha. Các bạn nhìn nha, rồi Alex mới cầm cái đàn cái tay này này, còn thấy không, Alex cầm cái đàn này, bắt đầu Alex chụp này ha, còn thấy không, rõ không, bỏ vô này ha, còn phải chụp, các bạn phải lấy hướng nè, các bạn chụp, con thấy không, rõ không, này con thấy nó rõ không đó, con thấy chưa, xoay cái hướng nào đó, thấy không, chụp một cái, thấy không, mình phải chụp đúng trọng tâm ha, đó chỉnh cái chụp cách nha, rồi ok mọi người nha, Alex bye bye mọi người nha, có gì chúc mọi người mùa cuối tuần vui vẻ ha.